咬没往下游去吗？下游去。锅干啥？咬个锅。锅。来往下游去吗？咱夹没个，夹没个。Rồi, chào Đạt Nguyễn, dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình với lại anh Tùng, Tùng Lê Sơn Bắc. Ông Tùng Lê Sơn Bắc, chào mọi người anh Tùng. Chào ha. Nay hai anh em xách cái móc cũ kỹ. Hai anh em đi bắt cua thử có hai người nha. Thì tới ăn cua quay cho mọi người xem nha. Vô cái đám lá này. Vô đám lá mình bắt. Ăn cua quay cho mọi người xem nha. Quá mệt. Đâu rồi? Đó. Nó cua kìa em cái nha. Ôi, dấu cua Tùng ơi. Dấu cua nè. Thấy không? Đâu đâu đâu. Đâu. Ăn cua bự dữ vậy. Còn có dấu không mọi người? Con cua này bự lắm nha. Rồi, có dấu không? Thử coi. Con bắt chậm rồi. Được không? Đúng không? Đúng, đúng. Lên không? Lên không? Lên không? Quá. Đã tới dưới. Nó cục quá cục. Ở cái dạng đâu vậy? Ai biết đâu. Bắt cua cực lắm nha mọi người. Cứng quá. Không phải dễ dàng gì đâu nha. Sao sao lắm hả? Cây móc này mà sâu nữa thì mua cả nào trời. Cây móc của em lụm gạo rồi. Đúng không? Đúng. Cả cản cản không? Cản cản. Cô bự. Đây không? Nó mặt dưới á. Để móc cho, để móc cho. Cắm dưới là phan đào chút nữa. Khỏi lần nào đâu, nếu đụng đụng để móc cho. Không tới, không tới. Không tới hả? Không hết lưng á. Để em, để em, để em, để em. Ra đây. Không hết lưng, không hết lưng. Ra đây, để em tới một chuyện đó nè. Khoan, để đào, đào gì cho mệt. Không đào không tới nổi, trời tay tôi dài mà. Con cua bự dữ trời. Cua này bắt vàng cái là cua khổng lồ luôn á. Còn thật thứ á. Nó còn. Ê. Nó quá trời tiếng rồi. Tiếng quá trời các bạn ơi. Đúng không? Đúng không tới nó nổi không? Đây nào. Không lên không? Đào. Đào. Thôi, nhảy đi về đi coi. Con cua này. Cua bự lắm. Con cua này tôi bảo đảm là 1 ký mốt. Cái móc không hết lưng nữa, hết cái đường lái nó nổi rồi. Tới chưa? Quá trời, dấu cũ mới dấu mặn mới sao tăng. Đây có con trộn đi nè. Đạt. Hả? Có chú trộn đi nè. Trộn chắc trộn đồ rồi. Quá trời cái dấu ông mày. Dấu không tỏ nổi.
có khi nào hai con thôi. Xem chưa? Chưa nói luôn nè. Đây em. Rồi, tới tôi nè. Cái gì? Tới liền bây giờ này. Tới đâu không thấy gì đâu, tới hoài. Lấy tay chùi lưng chậm hình cái. Cua này bắt 5 phút mà chưa có nha. Nè. Chùi chùi cái tới chùi không. Chùi tay á, chùi tay. Tay này hả? Ừ. Chậm dùng hình cái nhẹ. Rồi. Thấy mặt thôi chưa? Thấy rồi. Cua này bự lắm cả nhà. Bắt cua cực khổ lắm rồi các bạn. Cả đời nha các bạn ơi. Đào rồi móc rồi khung. Vậy mà thấy chưa. Cái này móc kia ngon. Chưa thấy đâu đâu. Các bạn chui lúc cái đầu xuống dưới luôn rồi. Cả đời. Lên không? Lên. Ừ. Ê, giờ 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 mới quay sáng cho xíu mày. Thấy chưa? Cua cả nhà. Trời ơi. Con cua. Để quay sát xem chưa. Nhà chạm vô cái, chạm vô cái. Trời ơi con cua. Thấu thận rồi. Thấu thận con cua này rồi. Cái gì mà cái càng không nội ướp. Cua này chắc không được chắc. Hơn cua này cực kỳ mốt luôn. Con cua này còn kỹ dữ á. Ngày cũng hai con này chắc con gì hả? Con à, này nó mềm mà. Để đi ra ngoài nha em. Trời ơi cua hết nó nổi luôn các bạn. Cái gì mà. Cái gì mà. Cái này sao chó nổi. Anh em xin tấm hình nè, anh em mình. Xin sao, các em cầm không? Hai sao? Hai anh em mình cầm. Từ hết hổng hổng hết màn hình anh ơi. Hả? Không hết màn hình. Bỏ xuống đi, bỏ xuống luôn, bỏ xuống đi. Cầm đi. Giờ anh xe lại. Đây, chụm tấm ơi. Vậy nó không sáng. Quay ra đây nè, quay ra đây nè. Đây. Ôi, thối thằng cua, quá đẹp. Cua khủng rồi các bạn. Chờ tấm hình tôi gửi qua cho. À, ok, hoa đợi xíu. Cả nhà thông cảm mà đợi xíu nha. Quay cua đảo quá. Con này bự như thịt. Anh vô cái, vô ngồi đây. Vô ngồi đây nè. Tôi cầm càng. Rồi. Cua hả bạn? Cua này số 1. Số 1 luôn. Thiệt. Rồi. Thấy chưa? Anh cầm móc ra đây em giữa đi. Rồi. Quá ok. Em sẽ lạc luôn cho. Sẽ lạc này, sẽ lạc này. Con này con này sao chịu nổi quá rồi rồi cua bự ghê chứ con này 1.1 đúng không à. Con này chắc 2.5 1.5 á quá ngu nè ghê thật chứ. Cái con nhỏ này, con này hơi ớt. Anh chói đi. Chói luôn ha. Bỏ bớt dứa này. Con cua bự ghê thật chứ. Cái càng nè. Thấu thần cái càng luôn. Rồi cái càng nè. Một nắm tay luôn nha. Cua hả các bạn? Có 1, 2 luôn. Quá trận cua rồi. Cua chỗ này ôm cái càng không hết luôn.
cua gì mà nó không cua chà. Nó quá nó bò y chang con vua luôn mà không bự được. Mình thấy giống em thấy con miếng à. Anh đang lặn theo hay gì? Ờ. Ăn cua bự. Chạy theo cái dấu nó đó. Đánh theo. Thấy dấu cũng nghi nghi, dấu chạy lên rồi, dấu cua đi lên mà sao? Nó có lái lên nó ve ve rồi. Hay quá nè. Rồi. Có nữa quay cho cả nhà xem. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục hành trình sẽ bắt cua nha. Mình có con cua nào quay cho mọi người xem nha. Con này quá trời lớn. Trời ơi, đứt luôn. Nào. Lạnh luôn, giỡn hoài. Nè, chú bò nè. Hồi cua bắt thử. Nè, cua nè. Bắt thì cũng chưa bắt thử, bắt thiệt nữa không nội. Mút mi, mệt quá rồi. Rồi mệt á. Để tiêu. Có không? Ở ngàn rồi đó. Con cá lộ đó ở ngàn rồi đó. Sao rồi? Sao rồi Phan? Bình thường. Đó, môi đi, môi đã đi. Nó làm chú dây khó quá. Thọt, thọt đụng chạy lên cái gì đó rồi. Thôi bóc vô cả nhà. Ây da. Rồi. Cái gì? Rồi xong. Quẹo anh ơi. Quẹo không? Quẹo. Quẹo đảo. Đảo cua xong quay qua nhà xem nha. Trời ơi, cua bự ghê thật nha. Nhỏ lắm nha, thấy cua này bự ghê. Đúng rồi, mạnh đi dữ vậy. Đúng chưa? Đúng không? Không đụng. Không đụng là thua đó. Mạnh cua này có. Thì không? Ừ. Có thì đào, nhắc đây. Đây. Không hả? Không phát hiện cho tôi thích gì luôn. Bấm bò tới đây. Bấm bò tới đây hả? Ở xuống dưới xong rồi. Nó ngủ á, ngủ nằm bãi luôn á. Nó ngủ nằm một bãi luôn á. Ngủ nó ngủ. Ngủ cho cả con cua này ạ. Cua nè. Dấu nó bấm này không? Nó nhận thấy không? Tôi bắt đi anh. Bắt hai em. Hả? Hai bắt được á. Bắt ra. Quay đi. Quay đi. Cua này đâu bự. Sao không bự? Cua nhỏ hả? Hai vậy mà không bự. Cua nhỏ đâu bự đâu. Thấy chưa? Cua nhỏ lắm, chừng 300 gram hết mức. Ở 300 gram mà nhỏ. Ừ. Cả cua kia mới được chứ. Đạp tem tem gì hết thì tôm tông. Không có còn lụm chim. Không có còn lụm chim á. Lụm đạn á. Hay ơi. Đi theo hang cá một thùng nữa. Đào lại đàng hoàng coi. Đào lại cho đàng hoàng con này nha. Không thấy nó đi dữ vậy. Bò da không? Thằng ơi. Thì anh Đạt. Họ chân xuống coi. Họ chân xuống coi điền nào. Lỗ chút xíu biết thằng chân. Dài không? Không có làm được đường nào hết. Đúng rồi. Đúng rồi phải không? À. Con móc lại. Con này khó bắt con uro không à? Gai không à? Lên luôn hả? Lên nào lên. Bé con móc lại nữa. Ừ.
không luôn. Đấy, hàng kia này bắt không được, tại vì sâu quá cho nhà, với lại nó cứng không chơi nổi. À, con này cắn dữ à. Nè hả? Không lên đâu. Cua đang quẹo qua đó đấy. Đây nè. Nó về không? Đi mà. Mà không vòng. Đi qua Mỹ ở luôn. Rồi. Nằm kỳ quá. Cái ngon chưa? Cái gì á? Nè, cua nè, đào cái lỗ cho nó đó, đó. Cuối cùng nó ăn cái lỗ này, nó ăn qua cũng hang ngắt luôn, bắt không được. Mình cuối cùng phải triển khai chế độ là bắt về ăn. Cái cái giá luôn. À dạ, còn càng á. Đâu? Cái giá. Trời ơi, móc một móc nửa bên, còn nửa bên mất tiêu. Rồi giữa bao túi luôn nha anh. Cá. Cá nha. Vô anh. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống rồi. Nằm xuống hả? Nằm xuống. Chứ vậy? Nghe mà anh. Hai anh em lộ quá trời được con cua bự nữa nha. Với lại con cua này. Con cua này nó chắc dữ lắm nha. Con này quá chắc luôn, con cái này rất chắc. Còn con này bự. Cặp càng nó thối thận. Cái càng nè. Cái này là cái dạng như là người ta kêu bằng cua hoàng đế á. Cua hoàng đế chắc cua. Quá trời con cua nó bự. Ít nhất phải ký rưỡi. Hai cái cặp càng không hết hơn nửa ký à. Chào đặc biệt nha, xin chào tạm biệt, hẹn lại mọi người trong video tiếp theo luôn nha. À, mọi người nhớ xem đăng ký kênh để ủng hộ hai anh em. Kênh này là Tùng Lê Săn Bắt. Rồi xin chào nha. Chào tất cả anh em nha. Chào cả nhà nha. Nhà đi về kìa. Nước lớn quá trời kìa. Mọi người thấy không? Nước lớn mênh mông luôn. Chào đi về thôi. Rồi. Lên dĩa. Đi. Giờ mình cân thử con cua này cho cả nhà xem con cua này bao nhiêu nha. Con cua này dạy mình ôm một ôm luôn. Này là làm clip là ngon lành luôn. Rồi ngồi xuống rồi. 1 ký. Ký 2. 1 ký. Rồi sao hay vậy? Ngân mà thần giữ đón mà đúng 1 kg luôn hay được con cua đúng 1 kg luôn.